mọi người đã quay trở lại phòng anh vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu hàng xóm nhà ông bà ngoại mình. Đây. Đây là những chú chó con mà ông bà ngoại mình đã chăm, bây giờ nó là lớn thế này rồi và hôm nay bọn mình sẽ quay video tắm cho bọn nó. Tại bây giờ bọn nó mới đủ lớn để tắm, tại vì lúc bọn nó bé quá, bọn nó tắm nên bọn nó sẽ bị ốm mà chết. Đây là con mình sẽ nuôi nè, và một em nữa. Không có chỗ để nuôi chó nên nó lên tầng 1 nhà mình đã chuyển thành cái chỗ để nuôi chó. Các bạn ơi, trên lớp 1 là cái keo ấy, trông nó hơi ghê ghê nhưng mà không phải các bạn nghĩ nhầm. Ra đây. Tắm nước chanh cho nó này. Nó nóng lại này. Đâu đã đun nước này, nước chanh này. Chanh quất. Rồi tắm cho có thì nó mới sạch được mùi. À. Được rồi, ấm rồi. Ê, hello. Ông rửa hết một cái ở ngoài một cái giữ keo. Ôi nó lại đây. Yên tâm. Nó sợ. Rồi. Tắm ra là nó phải nước chanh quất này thì nó mới sạch này. Không bao giờ bị hô rồi có. Rồi. Buốt đi. Buốt đi nó to vào bên kia luôn. Buốt này ủ luôn. Nào. Nào, rồi. Nào. Ra đấy đi, lau đi, lau. Nhìn mẹ buồn cười. Có. Nhấc nhấc chân nó đi. Mình phải lau đầu nó khô quá. Mình lau tay nó nữa. Cần gì phải lau tay nữa. Lau rồi nó lau đầu ấy. Lau đầu. Nhìn nó gầy nhỉ, lúc mà không có lông. Các bạn ơi, chúng mình chưa kịp lông khô thì ông đã tắm một con. Đảo một con nữa kia. Nào 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 nào, đi vào. Đi. Nào không chịu ngay con. Nào 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 nào. Đi xuống, đi xuống. Thank you.
hơi lâu. Mình sẽ của ông tắm ba con này thôi, còn mấy con kia thì ông sẽ tắm, tại vì chồng phải đi học nữa, mình hai ca nên mình tranh thủ cái buổi trưa để thơ bụng nó. Và bây giờ video mình đến đây kết thúc rồi, mọi người nhớ like, share, subscribe kênh của mình nữa để ủng hộ mình nhé. Bye bye. Thank you.